Còn tại Hậu Giang, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên quốc lộ 61C, đoạn thuộc ấp Nhân Thuận 1 tại xã Nhân Nghĩa A, huyện Châu Thành A, đã kịp thời ngăn chặn một tài xế xe tải bất chấp quy định phòng chống dịch, cố tình điều khiển xe vượt chốt kiểm soát. Sự việc này vừa xảy ra vào chiều hôm qua, ngày 24 tháng 9, và sau đây là thông tin cụ thể. Mời quý vị cùng theo dõi. Khoảng hơn 16 giờ ngày 24 tháng 9, lực lượng công an làm việc tại chốt kiểm soát dịch bệnh yêu cầu dừng xe tải biển kiểm soát 65C09381 đi từ hướng thành phố Cần Thơ về thành phố Vị Thanh để kiểm tra, thì phát hiện người đang điều khiển phương tiện tên Nguyễn Hữu Tuấn, sinh năm 1982, trú huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, không phải là tên của tài xế đã đăng ký như trong mã luồng xanh của phương tiện, nên buộc người và xe quay đầu, nhưng tài xế không chấp hành mà cố tình lái xe vượt qua chốt, bỏ chạy về hướng thành phố Vị Thanh. Được khoảng 2 km thì bị lực lượng làm nhiệm vụ đuổi kịp đưa về làm việc. Tại chốt kiểm soát, Nguyễn Hữu Tuấn xuất trình giấy test COVID-19 có kết quả âm tính và khai chỉ là người lấy xe thuê từ thành phố Cần Thơ xuống thị trấn 1000 huyện Châu Thành A để lấy rau củ. Hiện công an huyện Châu Thành A đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Hữu Tuấn vì hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô 65C09381 và buộc Tuấn điều khiển phương tiện quay về.